Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ông Thích Nhật Từ bị kiện và chính sách dùng tôn giáo để diệt tôn giáo. Ngày 26 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án dân sự giữa bà Phạm Thị Yến, nguyên đơn, và ông Trần Ngọc Thảo, tức Thượng tọa Thích Nhật Từ, bị đơn. Trước đó, phiên sơ thẩm đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân quận 10 vào cuối tháng 9, và phiên tòa này đã bác đơn kiện của bà Yến. Bà Yến kiện ông Thích Nhật Từ đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm và uy tín do ông này đã có những phát ngôn bịa đặt, xúc phạm bà trên mạng xã hội. Hình ảnh bài báo nói về việc ông Thích Nhật Từ bị kiện. Cụ thể, ông Thích Nhật Từ đã sử dụng hai kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay và Thích Nhật Từ Official của ông để đăng những thông tin sai lệch về bà Yến. Vào khoảng đầu năm 2020, ông Thích Nhật Từ đăng video khẳng định bà Phạm Thị Yến bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phạt 5 triệu đồng vì tội bà tuyên truyền mê tín dị đoan thông qua tà pháp, thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng và một số nơi khác trên địa bàn tỉnh. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấm bà Yến không được quyền tạm trú trên toàn tỉnh và cấm không được tuyên truyền mê tín dị đoan. Bà Yến cho rằng những phát ngôn này hoàn toàn bịa đặt. Tại thời điểm bà khởi kiện ông Thích Nhật Từ, thì Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh chưa ra quyết định xử phạt bà và sau đó quyết định này đã được rút. Tuy nhiên, tòa án sơ thẩm cho rằng việc bà Yến bị phạt là sự thật và ông Thích Nhật Từ chỉ nói lại theo thông tin trên báo chí nhưng chưa nói chính xác. Sau khi bà Yến khởi kiện thì ông Thích Nhật Từ đã chỉnh sửa và cắt bỏ những đoạn nói không đúng khỏi video đã phát. Sau khi hội ý, tòa phúc thẩm đã tạm ngưng và dự kiến mở lại vào ngày 13 tháng 1 năm 2023. Hình ảnh phiên tòa phúc thẩm kiện ông Thích Nhật Từ. Tiến sĩ Thượng tọa Thích Nhật Từ, sinh năm 1969, hiện ông đang là trụ trì của chùa Giác Ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông giữ rất nhiều chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là giáo hội được nhà nước Cộng sản công nhận. Là một người tu hành nhưng ông có rất nhiều phát ngôn nổi tiếng và tai tiếng. Ông cũng từng dính đến rất nhiều vụ lùm xùm. Ngôn ngữ mạng xã hội gọi ông là sư quốc doanh và đánh giá ông là người tiếp tay cho chính quyền để dùng tôn giáo diệt tôn giáo, quấy phá những tôn giáo khác và người tu hành tự do, không chịu sự quản lý của nhà cầm quyền. Trang Sài Gòn Nhỏ News.com đã có bài viết về những thành tích bịa đặt, xuyên tạc, quấy phá của ông này. Theo đó, Thích Nhật Từ đã tấn công công giáo rất nhiều lần, thậm chí còn kêu gọi Phật tử không ăn lễ Giáng sinh. Ông Thích Nhật Từ đã sử dụng các bài thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ và một số chùa khác để xuyên tạc, vu khống, bán bổ Kitô giáo, bịa đặt, thêm thắt nhiều nội dung không có trong giáo lý. Ví dụ, ông Thích Nhật Từ rao giảng rằng thời đế quốc Roma, đạo công giáo được truyền đi khắp thế giới thông qua dấu giày xâm lược của đế quốc La Mã trên toàn cầu. Điều này hoàn toàn sai và xuyên tạc lịch sử. Hình ảnh tiến sĩ Thượng tọa Thích Nhật Từ, người thường xuyên có những phát ngôn tai tiếng. Không chỉ tấn công Kitô giáo, ông Thích Nhật Từ còn tấn công Pháp Luân Công là một môn phái tu hành theo Phật Pháp bằng những phương pháp tu tập và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp dã man. Ông này cho rằng Pháp Luân Công là môn khí công pha trộn giữa Phật giáo và võ học Trung Hoa, đồng thời khẳng định rằng nghị quyết Đại hội Phật giáo Thế giới năm 2010 không cho phép Phật tử tu luyện theo Pháp Luân Công. Ông ta còn cho rằng người sáng lập Pháp Luân Công từng là lãnh đạo cho phong trào Thiên An Môn. Những luận điệu này nghe sặc mùi bịa đặt, chụp mũ kiểu tuyên giáo. Không chỉ vu khống, bịa đặt trên mạng xã hội, ông Thích Nhật Từ còn rắp tâm đẩy những người tu hành khác ông vào tù. Ngày 24 tháng 11 năm 2021, ông Từ đã gửi đơn tố cáo cơ quan điều tra công an tỉnh Long An, tố cáo Tịnh Thất Bồng Lai xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân ông và hình tượng Đức Phật, cộng đồng Phật giáo tại tỉnh Long An trong 3 video đăng trên YouTube. Từ tố cáo của ông Từ, công an Cộng sản đã có cớ để đẩy 7 người của Tịnh Thất Bồng Lai vào tù, trong đó có một cụ già 90 tuổi là cụ Lê Tùng Vân. Trong thực tế, mâu thuẫn giữa ông Thích Nhật Từ và Tịnh Thất Bồng Lai chỉ là vấn đề dân sự, không có ai lại bị đi tù chỉ vì nói người khác là ngu như bò cả. Bản chất vụ án này nằm ở câu nói của cụ Lê Tùng Vân: "Giáo hội không xứng đáng thì tôi không vào." Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin
Ông Thích Nhật Từ bị kiện và chính sách dùng tôn giáo diệt tôn giáo. Quý vị hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những tin tức mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm d, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Câu chuyện từ chức của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trong các thể chế chính trị độc tài từ trước tới nay, tiêu biểu như ở Việt Nam và Trung Quốc, hầu như không có chuyện từ chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao cỡ thứ trưởng bộ trưởng. Mắc khuyết điểm hay phạm tội thì chỉ bị xử lý nội bộ dưới hình thức khiển trách, phê bình, kỷ luật, hạ tầng công tác, nặng lắm thì mới phải vào tù. Thường thường cũng không phải tự nhiên mà người ta chủ động từ chức khi mắc lỗi. Từ chức vì lòng tự trọng, hoặc có thể để tỏ trách nhiệm, hoặc như một cách tử tế sòng phẳng nhất để tạ tội với người dân là điều phi thực tế. Thông thường họ cũng luôn khôn khéo thu xếp để được hạ cánh an toàn, đảm bảo hậu vận được giàu sang hơn rất nhiều người khác. Hình ảnh cựu bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh bị cách chức, ông Võ Kim Cự, hiện là chủ tịch tập đoàn Sâm Ngọc Linh. Vì vậy, khi nghe một quan chức cấp cao nào sắp sửa từ chức, chỉ một số người dân có quan tâm chính sự mới chú ý theo dõi. Còn đối với đại đa số nhân dân lao động chạy vậy vất vả để kiếm miếng ăn, thì ai lên ai xuống cũng mặc. Họ không coi đó là việc của họ, đơn giản chỉ vì những ông quan lớn đó không phải do họ chủ động bầu lên bằng lá phiếu bầu cử thật sự dân chủ. Tình hình này cũng là một trong những lý do quan trọng khiến cho bộ máy cầm quyền ngày càng trở nên yếu kém, thối nát và bất lực. Vì nó cứ dung túng lâu dài cho những kẻ không chỉ bất tài vô dụng mà còn làm hại dân hại nước ở nhiều mức độ khác nhau. Trong một mô hình tổ chức quản lý xã hội không có dân chủ, không có phân quyền, không để các nhánh quyền lực có thể kiềm chế lẫn nhau và thiếu một hệ thống tư pháp độc lập có hiệu lực. Bây giờ hiến pháp trên thực tế chỉ là một tờ giấy lộn không được thực thi hoặc chỉ được thực thi kèm theo những luật ngầm. Trong tình huống này, tất cả các nhà lãnh đạo đều tỏ ra bất lực như nhau, trên bảo dưới không nghe, bắt buộc họ phải dùng nhiều uyển ngữ để lừa mị dân chúng. Khi xảy ra những chuyện đổ bể lớn như vụ Việt Á hay việc giải cứu công dân từ nước ngoài của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cùng vài bộ liên quan thì không có ai là người chịu trách nhiệm cụ thể cả. Đây là hình ảnh trăm sự sai đều do lỗi thằng đánh máy, một cách bao biện được các quan chức Việt Nam thường dùng. Số người bị tù tội nếu có thể thì phần nhiều lại thuộc các cấp từ trung gian trở xuống, bị đẩy ra làm dê tế thần. Đây là một trong những nguyên nhân sâu xa giải thích tại sao trong các thể chế độc tài toàn trị, thiếu dân chủ, người ta hay đổ lỗi cho nhau và không có văn hóa từ chức, để cho những kẻ bất tài, thiếu đức, cơ hội chủ nghĩa tha hồ tiếp tục thao túng kéo dài. Và người cộng sản giả định vẫn còn tốt bụng, thiết tha phục vụ nhân dân theo lý tưởng ban đầu. Trong một thể chế mang tính luẩn quẩn không có lối ra như vậy, sẽ tạo ra những hiệu ứng ngược. Họ có thể vô tình trở thành những kẻ vừa là tội đồ, vừa là nạn nhân của cái thể chế chính trị do chính họ tham gia vào, với đầy đủ các loại tổ chức ngang dọc, trên dưới, giấy tờ hợp pháp. Nhưng rồi dần dần người ta cũng tiến bộ và nhận ra vấn đề. Do đó bắt đầu có những câu nói xuất phát từ cửa miệng của vài nhà lãnh đạo cấp cao như ai không muốn làm hoặc làm không được việc thì đứng sang một bên. Câu này khi mới nghe qua, ai cũng tưởng là câu nói hay, có tính đột phá. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, người phát ra loại câu nói như vậy chẳng qua chỉ là một lối ngụy biện. Họ chỉ nhìn xuống cấp dưới mà nói, chứ không bao giờ chịu khách quan xem xét lại bản thân mình. Họ cũng quên đi nguyên tắc, người đứng đầu thì phải chịu trách nhiệm. Các cấp dưới đều do họ bổ nhiệm theo lối quy hoạch, cơ cấu và chức càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Nói theo cách này thì có nghĩa là cấp dưới có lỗi, chính là cấp trên cũng có lỗi, phải có trách nhiệm liên đới. Đây là hình ảnh trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bị bắt trong vụ án chuyến bay giải cứu. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng rộ lên một tin mà có thể độ chính xác rất cao. Đó là câu chuyện một ông Phó Thủ tướng đang định từ chức với điều kiện đừng đưa ông ra truy tố. Ông này liên quan tới trách nhiệm phòng chống đại dịch COVID-19 và một số vụ lem nhem khác nhiều thành phần quản lý mang tính cấp dưới gây ra. Trong những vụ này, ông và một vài nhân vật đứng đầu quan trọng nhất với tư cách phó thủ tướng và có một thời gian là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống đại dịch COVID. Dường như
để dọn đường cho chuyện từ chức của các cán bộ lãnh đạo cao cấp. Trước đó không lâu, người ta đã đưa ra thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022. Điều đáng chú ý là thông báo này là nội dung ghi ở điều 2, khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức. Nếu không có tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. Khách quan mà nói, thông báo số 20 này có thể là một phần nào thể hiện được nỗ lực cải cách về mặt tổ chức nhân sự của hệ thống chính trị. Nhưng kết quả có tốt đẹp thật hay không thì còn phải chờ thực tế trả lời. Bởi vì việc từ chức của người này rất có thể là cơ hội tốt cho người khác nhảy vào, lắp vào chỗ trống chức vụ. Mà trong điều kiện hiện nay, các phần tử cơ hội chủ nghĩa, tham chức, tham quyền đang hiện diện rất đông, đã biểu hiện bằng một bầy sâu tham nhũng, ăn không chừa một thứ gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin câu chuyện từ chức của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Quý vị hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút theo dõi kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật tin tức nhanh nhất, mới nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm d kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.